xin chào các cô chú các anh chị. Bây giờ xin mở cửa nha. Trang điểm cho khách xong, nhờ chị Ngọc mua bún riêu. Ngọc mua mấy bọc bún riêu lại ăn mà sao nó mặn quá ta. Bà này bà bán bà đổ muối hơi nhiều hay gì á. Chị Ngọc với Xu ăn xong rồi. Mặn quá. Hồi cô đó có lay quay lại thì trả cho cô. Mà chắc cô không quay lại đâu. Đi vơi đồ ở đây. Mẹ quét nhà à, mẹ vô chén không mẹ kem. Như là 4 đơn mà có một người hủy một đơn. Còn 3 đơn. Bảnh mua hai chai nước ngọt đi, hai chai nước ngọt 20 rồi còn trăm mấy là của cưng hết á. Hồi nãy chị mượn cưng 100 á, với lại sáng mua sáng nữa. Hả? Mày uống cái gì? Mày mua của ông già, với bà già để lấy tẩy, mua xì tin đi, mua chị chai xì tin lấy hai tẩy đi cho xung cái, chị cái. Đi Gà Na đi với chị Ngọc Gà Na, mẹ ở nhà mày pháo à, báo à. Qua bận cái quần kìa, có quần rách lỗ đít quá trời luôn, chuột cắn hay gì á. Ngọc Ngọc với Na nó sắp lại chị nước kìa, té dắt té đổ. Giờ Na không có uống nha, Na không có uống của chị Ngọc với mẹ, của Na đâu, của Na thôi. Ba đứa ba ly thì chị Na ra, chị Na không có uống. Na không có uống. Na có uống không? Mày quá, cho xuống miếng mà. Cái gì? Nãy giờ phơi đồ mà cũng chết nặng năng lượng. Với chị Ngọc không? Nói đi chị Ngọc, mai mình uống cái chai này. Nè, của Na. Cái gì? Na. Na không có uống. Đưa nó cho chị Ngọc. Của Na. Na không có uống.
Na không có uống được cái này. Cái này Na đâu có uống được. Chứ sao? Ngồi đầu tiên, ngồi ngay chính giữa trung tâm luôn, còn hát mà nhảy thì cô cho đứng cuối cùng luôn. Đứng cuối cùng chứ. Trời ơi. Đừng có thả vậy nè, nghĩ sao kêu nó nhở lên lấy hộp kem với nó rớt đi xuống cái đây nó thả vậy luôn á. Vừa mới like chốt được một đơn kem nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha, trời Na nó thả. Đừng có thả nha nè. Đi xuống với chị Xuân nấu mì cho ăn kìa, chống lạnh nữa. Ok. Ok đồ, nó mắc ai hết sướng không? Sao mày hồi mày lên này tắm cho Chủ nhật mà làm vắng ghê luôn nha. Nay sáng giờ muốn tra tấn lỗ tai muốn thùng luôn vậy đó. Em vừa mới chốt được một đơn kem nữa mọi người ơi. Em vừa mới like. Vừa mới like chốt được một đơn kem nữa. Tí nữa thì đầu giờ chiều chắc em sẽ like bắt đồ nha mọi người. Em sẽ bắt quần áo của em hôm bữa đi du lịch nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người mua kem, mọi người bấm vô giỏ hàng nha. Còn không mọi người liên lạc với em, nhắn tin với em nha. Mọi người chuyển khoản trước thì em sẽ miễn phí ship. Còn mọi người muốn nhận hàng rồi thanh toán thì mọi người đặt ở trong TikTok shop nha mọi người. Kem này là chị nám, chị mụn, chị tàn nhang, chị lỗ chân lông to nha mọi người. Da không đều màu, da đen. Da nào mà nhạy cảm thì là nhạy cảm luôn, vẫn xài được nha, vẫn rất là ok nha. Cảm ơn mấy chị đã tin tưởng và ủng hộ kem của em nha. Hôm bữa em nhập gần hết rồi đó. Gần hết rồi, em chuẩn bị lấy thêm nữa mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Em thấy mấy chị mà mua xài rồi á, toàn là thấy mấy chị mua lại nhiều lắm. Mấy chị mua lại mà mua nhiều luôn á. Kiểu giống như là em thấy vừa mới đặt hôm nay rồi xong mà chừng tuần sau lại thấy đặt tiếp á. Hình như là chắc là mua giùm cho người quen á, chứ đâu có xài nhanh dữ vậy. Một hộp kem này xài 3 tháng lận. Một hộp kem này mà xài ngày đêm luôn là khoảng 3 tháng mới hết một hộp á. Mà mấy em để ý mấy cái nít đó có chị đặt được 3 hộp luôn, có chị đặt 2 hộp luôn. Mọi người ơi, mọi người mua hàng thì mọi người bấm vô giỏ hàng ở trong TikTok shop nha mọi người. Còn mọi người mà không liên lạc được, không mua ở trên TikTok shop mà không có mã giảm giá với lại không có miễn phí ship á, thì mấy chị cứ nhắn tin cho em ở danh sách phát nha. Xong rồi em sẽ ship hàng cho mấy chị nha. Giờ Su với Na ăn mì tôm dưới buổi trưa cho hai tụi nó ăn mì tôm. Na làm ít tiền quá cho hai tụi nó ăn mì tôm, bữa nào làm nhiều thì sẽ cho ăn phở, ăn quán, ăn sang chảnh. Còn không, Su vừa mới làm cho mẹ ly ngũ cốc nữa trời. Ghê hả? Cảm ơn Su nha. Ôi, Su làm cho Na nữa kìa mọi người. Na với Su ăn mì tôm, uống ngũ cốc ngon lành ha. Ăn miếng. Su ăn miếng hả? Su làm Su ngũ cốc của Na có hương sâm dứa. Hả? Không, không lấy. Vậy đi.
cho nó cái đó đi Su, cho nó cái đó đi, nó thích ăn cái đó đó, nó thích ăn cái thìa đó. Rồi ăn cho hết nha. Mẹ lên chỗ mẹ quét nhà lau nhà nha. Okay. Quét dọn dẹp nhà cửa rồi tí đầu giờ chiều like bắt đồ cho chị Ngọc qua. Su nãy phơi đồ đúng không? Rửa chén dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nãy rửa chén rồi, rửa một đống chén luôn. Nãy mò, nãy đúng mò, giờ thấy có vậy, có ngũ cốc này. Có gì? Có vậy, có ngũ cốc này chẳng. Ờ, ngũ cốc này kia, cà phê, còn quá trời trên tủ luôn á. Xù nó làm tới đâu là phải đi theo dẹp phụ nó. Xong đi lên quét nhà nha. Ngọc gọi đầu nha, gọi đầu cho khách nha. Ừ, gãi bằng ấy thôi, gãi nhẹ nhẹ thôi. Su đi học nè, ra trước đi. Khóa mở cửa đi Su. Trời ơi, Ngọc nó mua thơm nè mọi người, hàng chất lượng ra á. Em sẽ chở không? Mấy giờ? Chở Su đi học, đi học nhảy. Ai lên lên nói với chị Ngọc và làm xong hai người đó lấy tiền. Hả? Mọi người buổi chiều ngày chủ nhật giờ em chở nè, chở Su đi học. Nhưng mà không phải đi học thêm tiếng Anh đâu nha, mà là đi học nhảy nha mọi người. Trời chuẩn bị chuyển mưa rồi, chỗ mọi người có mưa không? Mọi người chỗ em vào mùa mưa rồi. Miền Nam đã vào mùa mưa và ngày nào cũng mưa. Trời ui ui mát mát. Không Su? Su hơi hơi. Hơi hơi nãy ăn hôm gói mì tôm mà còn hơi hơi nữa bà. Mì ăn miếng đúng không? Vô chẩm mua cục xôi đi. Mua một phần xôi. Ghé ở tiệm mẹt gà mọi người mua phần xôi thôi. Chỗ này bán mẹt gà ngon lắm. Một phần gà xôi thôi mọi người. Su vô chẩm xin thêm cái bọc đó đi. Ê đem về cho em Na nữa chứ. Su định ăn hết sao mà ăn hết được. Vô chổng xin cái bọc nhỏ đó đi rồi mẹ chia ra cho. Định đem vô chổng cho bạn ăn hay gì bà? Chứ gì nữa. Mua về ăn mà nó cho nó một phần mà định đem vô cho bạn ăn. Ổng ơi. Nè cho tiền nè, cho chưa? Cho rồi. Rồi chạy vô chổng mua chai nước đi rồi uống nha. Ăn nha, ăn xôi nha, không có chơi chia cho bạn nghe chưa? Ăn cho nó. Ôi trời mưa luôn rồi, rớt hạt luôn rồi mọi người ơi. Giờ em sẽ tranh thủ về mua tôm nha, để về nấu cơm chiều ăn. Trời ơi, mưa nhanh quá, mưa đến nhanh quá. Em mua tôm 1 ký 200 ngàn. Mua nửa ký. Trời ơi, mưa lớn quá trời luôn. Nè ở nhà với chị Ngọc nha. Đi rước chị Su. Thôi mẹ đi rước chị Su nè, ở nhà với chị Ngọc quay trời mưa. Trời mưa à, mẹ đi rước chị Ngọc. Su ở nhà với chị Ngọc quay. Nè ở nhà với chị Ngọc quay. Su ơi chơi. Trời mưa lâm râm, mẹ đi rước chị Ngọc. Chị Su. Nè ở nhà. Sao vậy? Chị Ngọc mới gọi đầu cho hai mẹ con nè. Sao? Ở nhà trời mưa rồi, đi rước ướt đó. Mẹ bận áo mưa nữa nè. Nha. Ở nhà chơi chị Ngọc ấy kìa. Vô chơi chị Ngọc ấy. Mẹ chơi. Tí nữa chị Su về đi chơi. Tí với chị Su về có chuyện chơi vui lắm. Chờ
Trời ơi, trời mưa, ngày nào cũng mưa hết mọi người ơi. Ủa sao đâu ta? Sao nó trọng quá? Thầy có su, thầy có su, su nói hình như thầy có con. Bây giờ tập trung nghe nè, không có nói chuyện nữa, không giảm nữa. Câu đầu, vô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, chấm, chấm không luôn nha, 7, 8, 3, chấm, 1, 2, 3, 4, 6, đó, tay bên này. Hai kia theo đầu. Đây bên đây, đằng này. 1, 2, 3, xoay. Rồi, vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mở chân. 1, 2, 3, nhổ xuống. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 8. Không biết, các bạn cứ tập hoài chỗ đó. Cái đầu mà số vẫn chưa xong luôn. Nó xong chưa trời lắm. Hay là tới bây giờ. Ngãi gì đâu mà từ sáng tới chiều tối, từ chiều tới tối luôn trời. Một bài chưa? Một bài. Kiểu nhà nhảy không chịu đâu, giờ lên đây còn nhảy vô bụng nữa, mình thầy la quá trời. Thầy la cả nhóm luôn. Cái bụng chưa xô? Đó rồi. Nó nhiều không? Nhiều. Cục xôi tiêu thị, tiêu quỷ luôn. Ai biểu? Ai biểu ở nhà không chịu mở bài đó lên tập dưới chân, mai tới giờ còn chưa tập được nữa. Nhà tập thêm. Thì nhà tập thêm, ngày mai đi múa rồi, đi biểu diễn rồi. Trời này tạnh mưa rồi mà không biết có mưa lại nữa không, trời ơi. Trời mọi người ơi, mọi người à, tiền thì không có ăn mà tiệm vàng mới mở đó mọi người. Tiệm vàng mới mở nó lớn chà bá luôn đấy ha, em sợ. Trời gì vậy trời? Gì vậy trời? Trời ơi, đóng cửa nguyên một hàng loạt dài luôn. Không có tiệm nào mở hết. Có qua dưới mà, có qua dưới cũng thấy sang tiệm tà le. Thấy mà quải luôn á. Ở trong này thì đỡ không? Ở trong này tập xe, cũng quải đó. Hả? Thế là ở ngoài kia nhỏ sang dễ còn thằng chú. Ở đây buổi chiều mới thấy nhà, mấy cái nhà mở cửa thôi chứ không là thấy đóng cửa không à. Trời, ăn cơm. Trời ơi, nửa ký chưa vậy chưa, hai tụi bay lụm còn có nhiêu đó vậy hả? Ăn đàng hoàng. Con Na ăn dục ra ngoài tùm lum hết trơn nè. Hai con nhỏ này. Giờ thì mẹ Su sẽ rửa chén, dọn dẹp khu nhà bếp. Ủa mẹ ơi, mùa hè rồi mẹ lên mẹ cắt dép video hả? Còn bệnh thì nay thì đang vẫn còn ăn cơm. Ăn cho lên đi nè. Nhìn mặt thấy mắc ghét thiệt. Mẹ. Trời đất ơi. Mẹ cầm này ngồi. Rồi nó kẹp nắp cái gì ạ? Cầm gì nữa vậy Na? Bình sữa. Trời ơi. Bình sữa nữa hả Na? Thay đồ cho em đi rồi ấy thì đi ngủ nha. Hai chị em ngủ trước đây, mẹ ở đây cắt ghép video rồi xong rồi mẹ like rồi mẹ ngủ nha. Dạ. Su, mẹ cài báo thức chưa? Ừ có. Su đem qua bảnh Su cài báo thức đi. Xong rồi sạc pin đi. Sạc pin. Hết pin luôn hay gì rồi? Sạc pin. Rồi để sạc pin đi rồi ngồi mẹ cài báo thức cho. Có cục sạc ngay đây luôn. Sạc ngay đó nhanh. Để lên, không có quen để xuống vậy. Dạ. Thôi Su qua bển đi nha. Cặp cho em thay đồ đi nha. Hai chị em vô súc miệng đi, nhớ súc miệng á. Để rồi mình lên đây. Còn chút pin nữa. Còn nhiêu pin? À, còn 5. Vút lên, vút xuống, vút xuống, vút xuống. Còn 48% lận, còn lâu. Bye bye. Bye bye.